Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Thái Nguyên có diện tích đất trồng chè lớn thứ hai cả nước với diện tích 17.660 ha, cả 9 huyện thành thị đều có sản xuất chè. Do thiên nhiên ưu đãi về đất đai và nguồn nước, thời tiết khí hậu nên nguyên liệu chè búp tươi ở Thái Nguyên có chất lượng cao. Tiềm năng phát triển cây chè ở Thái Nguyên cần được phát triển và khai thác một cách hiệu quả. Đặc biệt thông qua việc sản xuất chè an toàn sẽ không chỉ đem lại nguồn lợi kinh tế lớn cho tỉnh mà còn góp phần nâng cao giá trị nhãn hiệu chè Thái Nguyên ở thị trường trong nước và quốc tế. Hình ảnh những đồi chè sạch, chè an toàn xanh bạt ngàn, trải dài hai bên đường, cùng với quy trình sản xuất chè khép kín, khoa học, coi trọng việc giữ gìn vệ sinh, đang được nhiều người quan tâm và áp dụng ở nhiều vùng chè ở Thái Nguyên. Hướng sản xuất chè sạch ở Thái Nguyên đã xuất hiện cách đây chừng 10 năm, nhưng vài năm trở lại đây, sản xuất chè an toàn đảm bảo chất lượng để xuất khẩu mới đã trở thành hướng đi đúng đắn và được đầu tư. Với gia đình ông Nguyễn Văn Kim thì việc sản xuất chè an toàn cũng được ông rất quan tâm. Chè của gia đình mang thương hiệu Hương Kim được rất nhiều người biết đến, không chỉ là vị ngon, ngọt, thơm, mà còn vì ông đã sớm áp dụng phương pháp sản xuất chè an toàn vào sản xuất chè của gia đình, mang đến cho mọi người một cảm giác an toàn khi thưởng thức. Với việc sản xuất chè an toàn thì quy trình chăm sóc và chế biến cần phải cầu kỳ hơn. Việc trồng và chăm sóc cây chè không sử dụng phân bón hóa học như trước kia mà tận dụng nguồn rơm rạ và phân chuồng sẵn có để ủ thành phân hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây chè. Còn nguồn nước tưới thì ông đã cẩn thận bơm lên ao, vừa là để tận dụng chăn thả cá, vừa là để kiểm tra nguồn nước tưới cho cây chè. Chúng tôi được cái tư vấn của nước ngoài, tức là cái dự án người nuôi lân từ những năm 2003-2005 thì người ta đã có những cái sang đây người ta tập huấn, rồi người ta giải thích và người ta cũng phổ biến cho mình một số những cái tính chất và cái yêu cầu và cái sản xuất sản phẩm chè sạch. Thế từ đấy thì là kết hợp với gia đình và các cái hội trong câu lạc bộ ấy là thấy rằng là cái việc sản xuất chè hữu cơ là rất thuận lợi. Cái thứ nhất là về sức lao động, phải làm chè hữu cơ là tận dụng được sức lao động của tất cả mọi người trong gia đình. Cái thứ hai nữa ấy là nó tiết kiệm được cái đầu vào. Tức là mình làm chủ yếu là phân mục này, phân ủ này, mình dùng sức lao động của mình làm. Còn với cơ sở sản xuất chè an toàn Thắng Hường thì việc áp dụng sản xuất chè an toàn cũng rất được chú trọng để tạo thương hiệu cho sản phẩm. Hàng năm, cơ sở tiêu thụ ra thị trường gần 5 tấn chè các loại khác nhau với giá dao động từ 170.000 đồng đến 3 triệu đồng 1 kg và đã tạo được việc làm cho rất nhiều lao động địa phương. Sản phẩm làm ra từ chính nguồn chè của gia đình và một số gia đình lân cận đảm bảo không sử dụng phân hóa học. Có thể nói rất nhiều người trồng chè đã có ý thức giữ gìn thương hiệu chè Thái cũng như môi trường thông qua việc chú trọng sản xuất sản phẩm chè sạch, chè an toàn. Quy trình sản xuất ra cái chè an toàn, cái thứ nhất là cái vùng đất này thì đã được các cơ quan ban ngành đánh giá là về chuyện lấy mẫu đất và lấy mẫu nước phù hợp với những cái cây chè. Cái quy trình sản xuất chúng tôi áp dụng theo cái quy trình của Việt Gáp. Ngoài những cái việc mà chúng tôi sản xuất những cái sản phẩm chè an toàn này thì cái thứ nhất là về sản xuất về nguồn đất này, về nông nghiệp thì chúng tôi sản xuất nó được bền vững. Cái thứ hai là lấy cái sản phẩm để cho người tiêu dùng người ta hết sức tin tưởng. Cái thứ ba nữa là chính những người sản xuất chúng tôi ra thì lại đem lại được cái sức khỏe nói chung cho cộng đồng, riêng chúng tôi cái sức khỏe nó rất là không bị ảnh hưởng đến môi trường. Từ năm 2007, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã mở các lớp tập huấn sản xuất chè an toàn cho người trồng chè trong xã Tân Cương tham gia các lớp tập huấn này. Người trồng chè được cung cấp kiến thức và kỹ năng sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo vệ sinh, ngăn ngừa và giảm thiểu những mối nguy cơ tiềm ẩn về hóa học, sinh học, vật lý có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, thu hoạch và chế biến nông sản. Người trồng chè được làm quen với quy trình sản xuất chè mới thay cho phương thức làm truyền thống kém hiệu quả. Với xã Tân Cương có 16 xóm, đa phần là làm nghề trồng chè. Tuy nhiên, việc sản xuất chè an toàn ở đây vẫn nhỏ lẻ manh mún. Tới đây, theo định hướng của xã, sẽ nhân rộng mô hình này ra 8 xóm. Vì những xóm này có điều kiện về đất đai, thổ nhưỡng, phù hợp với mô hình sản xuất chè an toàn. Mỗi xóm thành lập một câu lạc bộ chè an toàn để nhân dân có nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm và giúp tuyên truyền nhân rộng mô hình này.
Thì trong những năm vừa qua thì Đảng bộ chính quyền đã rất là quan tâm đến cái việc sản xuất chế biến chè và nhất là chè an toàn. Thì năm 2011 thì có một cái sự kiện lịch sử trên địa bàn tỉnh, đó là liên hoan trà quốc tế Thái Nguyên Việt Nam 2011. Thì chúng tôi đã cùng với các sở ban ngành của tỉnh, của thành phố đã tổ chức nhân dân tập huấn và sử dụng cái chè an toàn, chè theo chuẩn chè Việt Gáp. Chúng tôi đã quy hoạch 8 xóm trên địa bàn xã tới đây sẽ sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chúng tôi tập trung vào 8 xóm có cái thổ nhưỡng đất đai tốt, nằm bên dọc sông Công và các cái suối để phục vụ cái tưới tiêu, đảm bảo cái chè an toàn. Và chúng tôi cũng đang cho hội giao cho hội nông dân làm việc với các nhà khoa học chọn cái giống chè tốt, chè đảm bảo. Hiện nay tiêu thụ trên thị trường đảm bảo nó tốt, chúng tôi sẽ phổ biến cho những người dân và chúng tôi tập trung thâm canh những cái chè an toàn. Dự kiến trong năm 2012 đến 2014 chúng tôi sẽ phát triển và trồng mới và cho thâm canh khoảng 20 hectare chè chất lượng cao và tập trung ở hai xóm Thái Một, Thái Hai và khu vực của xóm Xoay Vàng, Gạnh Dung Công và xóm Gò Pháo Đội Cấn. Đấy là những xóm người ta có kinh nghiệm làm chè tốt. Trong chiến lược phát triển cây chè hiện nay, xã Tân Cương nói riêng và cả tỉnh Thái Nguyên đều quan tâm đến cả về diện tích, năng suất, chất lượng. Trong việc đảm bảo chất lượng các vùng chè sẽ tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn chè sạch có chất lượng cao như thay đổi giống, đầu tư về kỹ thuật, thâm canh năng suất, mở rộng chế biến công nghiệp. Sản xuất chè an toàn nhằm nâng cao giá trị nhãn hiệu chè Thái là hướng đi đúng đắn. Khi nhãn hiệu được khẳng định, chính là cơ hội để sản phẩm chè Thái Nguyên ngày càng được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết đến và tin dùng. Đồng thời, còn mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư xúc tiến các hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư, đặc biệt là phát triển sản xuất cây chè, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trà.